Lại nữa, kiều thi ca, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên trụ pháp không quên mất là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ pháp không quên mất là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ pháp không quên mất là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ pháp không quên mất là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ pháp không quên mất là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ pháp không quên mất là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ pháp không quên mất là không hoặc bất không, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là không hoặc bất không, chẳng nên trụ pháp không quên mất là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ pháp không quên mất là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiều thi ca, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là không hoặc bất không, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là không hoặc bất không, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiều thi ca, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên trụ trí nhất thiết là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ trí nhất thiết là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ trí nhất thiết là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ trí nhất thiết là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ trí nhất thiết là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ trí nhất thiết là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ trí nhất thiết là không hoặc bất không, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không hoặc bất không, chẳng nên trụ trí nhất thiết là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ trí nhất thiết là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên trụ thanh văn thừa là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thanh văn thừa là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thanh văn thừa là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thanh văn thừa là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thanh văn thừa là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thanh văn thừa là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thanh văn thừa là không hoặc bất không, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thanh văn thừa là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ độc giác thừa vô thượng thừa là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thanh văn thừa là hữu nguyện hoặc
vô nguyện, chẳng nên trụ độc giác thừa, vô thượng thừa là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ dự lưu là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ dự lưu là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ dự lưu là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ dự lưu là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ dự lưu là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ dự lưu là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ dự lưu là không hoặc bất không, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là không hoặc bất không, chẳng nên trụ dự lưu là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là hữu tướng hoặc vô tướng.